Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn dây, chì, lưỡi câu, lăng xê và buộc lưỡi câu vào lăng xê. Hiệu quả dễ làm nha các bạn. Thì dạo gần đây mình đi câu thì có một số bạn yêu cầu kêu mình làm một cái video hướng dẫn cho mọi người cách buộc lưỡi câu vào lăng xê hiệu quả dễ làm nhất có thể. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chọn dây, chì, lưỡi câu, lăng xê và buộc lưỡi câu vào lăng xê hiệu quả dễ làm nhất có thể trong năm 2023 nha các bạn. Tại vì cái bơm loại lăng xê này thì mình cũng đã có test thử và cách làm và những cái lưỡi câu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết và rõ ràng nhất có thể để cho các bạn có một bộ lăng xê chuẩn nhất để các bạn câu cá nha các bạn, tránh tình trạng chúng ta nó bị ngoát lưỡi và hay bị sậy cá nha. Thì đầu tiên là các bạn chọn dây. Mình thì mình sẽ chọn dây ID4, dây số 5, 0.37mm như thế này, một cuộn như thế này là 50m nha các bạn. Còn dây màu hồng đó. Còn chọn chì, đây chì, mình sẽ chọn chì 30g nha các bạn. Nè, chì 30g là ok đó. Còn lưỡi câu thì mình đang xài cái lưỡi Cotline Chino size số 7. Một bịch như thế này là được 10 lưỡi nha các bạn. Giá là 25k một bịch như thế này, 10 lưỡi. Lưỡi này rất là cứng và cái độ sắc của nó khoảng chừng 80%. Khi mà dính lóng cá rồi rất là khó sảy. Mình đã trải nghiệm thử cái loại lưỡi này, mình thấy nó ok và hiệu quả rất là cao. Đó. Lưỡi Cotline Chino mình đang có 5 gói như thế này đó. Còn đây là cái dòng lưỡi BKK, một dòng lưỡi khá là cứng với cái đầu lưỡi là cầm hình mũi tên. Khi mà đã đóng dính được cá rồi thì cái tỷ lệ đóng cá rất là cao, rất là cứng luôn, rất là khó sảy cá luôn. Nhưng mà cái lưỡi này nó kém cái là nó rất là khó dính đó, cái tỷ lệ đánh giá, cái tỷ lệ dính cá rất là khó. Tôi với câu lăng xê bịch như thế này nó chỉ có 8 lưỡi thôi, xa số 6 chỉ có 8 lưỡi thôi đó, mà giá của nó tới 30k. Còn đây là lưỡi Bioner Chino Hawk, đây là xa số 7 được 80 lưỡi. Cái lưỡi này mình chưa trải nghiệm, mình chỉ mua về mình tham khảo thôi, mình trải nghiệm thử cái lưỡi này như thế nào đó. Còn về bơm lăng xê, đây là bơm lăng xê mình tự làm nha các bạn. Mình làm được 5 cái như thế này, bơm lăng xê mình tự làm. Đây là lại bơm lăng xê bự nha. Đó, bơm lăng xê bự mình tự làm, lò xo to để mà giữ mồi được nhiều. Còn đây là bơm lăng xê mình mua đó, bơm lăng xê nhỏ mình mua, mình không có thời gian làm nên mình sẽ mua một cái bơm lăng xê như thế này, nhưng mà rất là nhỏ luôn các bạn à. Khi các bạn quăng ra nó rất dễ bị bể mồi. Còn các bạn dùng mà cái loại lăng xê mà cái lò xo nó to như thế này á, cái bọng bự như thế này, các bạn quăng mồi rất là khó bể mồi và giữ mồi ở dưới ổ chúng ta rất là lâu, rất là tốt. Dụ cá chúng ta đang nhanh hơn và nhiều hơn, ok hơn. Còn đây là khóa linh mình sẽ dùng cái khóa Shimano như thế này đó. Đó, đây là khóa Shimano nha các bạn. Ok, mình sử dụng một cái kéo, đây là cái kéo chi này dụ của mình rất là dễ, một cái hộp quẹt và một cái hộp để mà đựng bơm lăng xê độ, bơm lăng xê mình câu làm clip cho bạn xem hàng ngày. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chuẩn bị cho mình một cái thước đó, một cái thước để đo cho chính xác. Các bạn đo khoảng từ 25 cho tới 30cm nha các bạn. Đây, 25 cho tới 30cm là ok. Mình sẽ làm 28 29 nè, sẽ làm 29cm. Đó.
Xong rồi mình sẽ dùng cái kéo này mình cắt. Mình sẽ làm khoảng ở chừng 5 bộ. Để tuần này mình có một cái video mình đi test cái bơm lăn xe độ, bơm lăn xe này cho mọi người xem. Đó. Hiện tại thì mình cũng đã hết cái bơm lăn xe rồi. Tại vì ở ngoài chỗ mình câu á, gốc cây nhiều quá. Cá nó ăn cái được vài lần cái cọng dây siêu bền này nè. Trước mình mua nó nhỏ quá nên nó sẽ dễ bị đứt. Lần này mình mua cái cọng dây này nó to lên để cho nó khó đứt. Nó để cho mọi người xem cho nó dễ. Để cho nó độ hiệu quả nó cao, tăng cao lên. Trước thì mình sẽ làm trước hai bộ trước. Đây là dây để mà mình tóm lưỡi nha. Còn về mà còn dây trục á thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sao. Thì mình sẽ dùng cái lưỡi Cutline Chinu size số 7. Bịch như thế này được 10 lưỡi. Đây. Bây giờ các bạn tiến hành buộc lưỡi cho mình. Nhập hai đầu lại. Đó, nhập hai đầu lại. Rồi các bạn đặt cái lưỡi lên. Quấn cho mình đủ từ 5 đến 7 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vòng. Đó. Các bạn kéo lại. Xong rồi các bạn siết cái phần đuôi lại nè. Đó. Các bạn cầm cái đầu dây này nè. Các bạn xỏ qua. Xỏ qua cái lỗ này. Đó. Phần lưỡi thứ hai nha các bạn. Các bạn xỏ qua cái lỗ này. Xỏ, nhớ nha, xỏ từ dưới hơi lên nha. Đó, bạn kéo lại. Rồi các bạn cũng nhập vô đầu vô cho mình. Rồi các bạn xay cho mình 7 vòng. 3 4 5 6 7. Rồi các bạn kéo lại. Các bạn kéo nó cứng lại nha các bạn. Phần cuối cùng á, các bạn lấy cái hột quẹt nè. Đốt bỏ đi cái phần đuôi. Cho nó cái bạn kéo lên nó khó bị tuột ra ngoài. Đó, đồ ok. Ok. Các bạn nhập cái lưỡi lại. Đó. Ok, về được hành được hai lưỡi nha các bạn. Mình sẽ làm hai lưỡi tiếp theo. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Xỏ qua cái lỗ này. Đó. Mà bạn quấn bảy dòng cho mình. Trời nóng quá các bạn ơi, mình chịu nổi luôn. Quấn được mấy dòng chảy mồ hết mồ hôi. Trời quá nóng các bạn à. Với cái thời tiết này đi câu cá rất ok các bạn, rất tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình thích trời sóng hơn là trời nắng vậy. Trời câu trời mà nó kèm theo trời mưa các bạn. Cái tỷ lệ nó sống không lớn á, tỷ lệ cá nó ăn cao hơn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ làm
cũng lấy cái cọng dây này luôn đó. Mình sẽ chọn một cái bơm, bơm to để giữ mồi, còn bơm nhỏ cũng được, không sao hết. Đây, mình chọn một cái bơm như thế này nè, các bạn luồn vô hai vòng đó, luồn vô hai vòng rồi các bạn quắn như vậy ba vòng cho mình, một nè, hai nè, ba nè, đó các bạn siết lại nó vậy là ok rồi, đơn giản. Ok chưa? Đó. Cho rồi các bạn lấy cái khóa nè, lấy cái khóa linh nè, các bạn xỏ vô đây. Buộc lại. Quấn cho mình được 4 vòng, 3 4 vòng. Rồi, ok. Ok, nè. Khá là dài luôn. Rồi các bạn lấy cái phần cái đầu vô của bạn chưa cắt nè, bạn lấy chì bạn xỏ vô đó, xỏ vô rồi các bạn xỏ vô trong cái lỗ này, buộc lại. Ok, đây đó, đã có ngay cục chì dính vô trong cái trục luôn. Đây còn phần này các bạn buộc lại thôi, buộc lại khoảng chừng 3 vòng, 2-3 vòng gì đó thì thích, không sao hết. Một nè, rất là dễ làm thôi, các bạn ai cũng có thể là làm được với cách này của mình đó. Đây là cái phần chạy chì chạy, nhưng mà cái phần chì chạy ít nha, chứ không có chạy nhiều, tăng tăng cái tỷ lệ dính cá lên rất là cao luôn. Mình trải nghiệm này, các bạn cùng trải nghiệm với mình đi, tăng độ dính cá lên nó cao rất là sò sảy cá, khó sảy cá với lại cái cách này của mình. Nói nè, rồi giờ bạn cho hai cái lửa vô nữa là hoàn thành rồi. Ok. Ok. Hoàn thành nha các bạn. Đó. Hoàn thành một cái bơm lăn xe độ rất là chuẩn luôn đó. Cái bơm này của mình là chuyên dùng để các bạn mà câu nào mà câu cá nhát nha các bạn, rất là hiệu quả cái bơm này. Còn nói về cái dòng lửa này thì bao bao cho các bạn sảy cá luôn, bao gãy lưỡi luôn, bao mát luôn, nó dính cá rất là ok luôn. Các bạn có thể bo bạo lực được cá từ 15 tới 20 kg luôn, mình trải nghiệm rồi. Ok, thì hôm nay mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn xong cách chọn dây, chì, lưỡi câu, lăn xê và cách buộc lưỡi câu vào lăn xê hiệu quả dễ làm nha các bạn. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy ơn cho mình xin một like và đừng quên chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho đam mê câu cá nha các bạn. Còn bây giờ, chào tạm biệt, chúc các bạn thành công nha.